Ừ, nghe em Dạ. ơi. Ừ, Thầy nghe thầy em. để em chia sẻ do cái của nhóm ba nó bị sao để em chia sẻ. Rồi, ok, cứ chia sẻ đi. Thầy ơi nó bị lỗi gì thầy? Từ 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 để thầy coi cái khối của em coi ổn chưa cái đã. Bây giờ em double click vô cái BID rời rạc của em coi. À, rồi ok. Ê, gì, khoan khoan từ từ. Sai rồi. Em thấy cái khối E của em không? Cái E hiện thời em đang lấy một giá trị duy nhất, em đi nhân với KP, nhân với KI, nhân với KD, nhân cho nguyên hàm và đạo hàm tương ứng. Trong khi cái thằng E ngổ vào này, em bật lại cái symlink ở ngoài cùng coi. Đưa Có vào bốn BID rời rạc này nè. À. Đưa vào BID rời rạc của em á là một cái ma trận gồm 4 thành phần. Trong khi cái E của em hiện thời em đang xem nó như một giá trị để em xử lý BID thôi. Sai. Chưa kể, từ từ nghe thầy nói nè, chưa kể. Chưa kể là bây giờ cái khối BID của em xuất vào bồn nước đơn, tín hiệu điều khiển em đi so sánh với bộ điều khiển mờ. Trong khi bộ điều khiển mờ của em không đưa vào bồn nước đơn. Em phải so sánh cái tín hiệu của bồn nước đơn dưới tác động của BD rời rạc so với tín hiệu bồn nước đơn dưới tác động của bộ điều khiển mờ để biết được bộ điều khiển mờ nó có giống với BD chưa. Em đi so sánh hai thằng BD rồi em đi so sánh ngõ ra bộ điều khiển mờ là ngõ ra điều khiển với cái ngõ ra của bồn nước đơn là sai rồi. Hiểu chưa? Với giả lại như nè. Ở bên phần chat cái lúc 19 giờ 18 phút thầy có giảng về BD rời rạc tập 1 tập 2, coi hai clip đó nha. Ừ, coi hai clip đó tại vì em làm cái này chứng tỏ là em chưa có hiểu BID rời rạc lắm á. Em phải xây dựng bộ điều khiển BID rời rạc trên cơ sở là tính alpha, tính beta, tính gamma đàng hoàng. Ha. À, rồi coi clip đi. Bên phần chat lúc 19 giờ 18 phút ha. Dạ, để có gì Rồi Lê Phùng. em làm mấy mỗi thầy. Ok, ừ, được. Rồi Lê Phùng Khang hỏi đi em. Dạ, thầy xem lại cái bộ của em xem. Ừ, mở ra đi em, xem màn hình đi. Ủa sao không thấy xe à? Dạ đây À đây rồi, ok, rồi rồi thấy rồi. thầy. Thầy xem như này đúng không thầy? Ừ đúng đúng đúng. Khoan từ 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 từ. À, rồi đúng. Mở mở lại cái phần simulator bên ngoài coi. Rồi em. Em chạy nó như này là nó ít quá thầy. Khổ mày quá, khổ mày quá. Vậy nè nè. Thời cái lúc này á, cái chuyện em đi điều khiển bồn đơn là chưa cần thiết. Em đang điều khiển bồn đơn đúng không? Dạ Clip này của em là đang thu thập dữ liệu mà đúng không? là không không cần khó nãy thầy. Ở không cần có đó. Tại sao? Tại khoan từ từ nghe thầy nói nè. Khi em thu thập dữ liệu là em cần ngõ vào ra của BID rời rạc. Còn em muốn điều khiển bồn đơn thì em phải đưa cái hồi tiếp về sai số ngõ ra của bồn nước với cái tín hiệu đặt. Ở đây ngõ ra sai số bồn nước với cái tín hiệu đặt em có so sánh gì đâu. Thay vì cái sai số đó thì em đang đưa về một bộ random mà. Dạ Hiểu chưa? là mình không không còn khó này, mình chỉ Không xem khó này thôi không đúng được. không thầy? Ừ. Dạ Rồi, nhưng mà nói chung là hiện thời là đúng rồi đó. Còn chỉ em dư cái bồn nước ra thôi, em đang thu thập dữ liệu nên không cần điều khiển bồn nước. dạ thầy. Ừ, rồi. Có ai hỏi gì nữa cứ bực không biết hỏi nha.